Ngồi đây nha, đứng đây nha. Ừ, đứng vậy nè. Đứng đây nha, không có nhúc nhích à. Phạt mày đó nha. Trời ơi, Messi làm gì bị phạt nữa rồi. Cắn dép. Gì hả? Ừ. Nè, cắn dép và cắn vịt nữa ta nè, cắn gà nữa nè. Giờ bắt đứng phạt chưa nè. Đó, nhìn nó mặt thấy không? Mình nhìn mặt thấy không? Vô số tội không? Nhìn kìa tội nghiệp không? Nè, hung dữ nữa nè. Nè. Hung dữ luôn. Nè, vịt mỏ lại, hung dữ lắm luôn. Nghe không? Messi, vậy vậy hồi té thấy bà bây giờ nè. Rồi đem đũa đi đâu vậy bà già? Ôi anh Thức, anh nhìn anh Thức. Đâu? Đó, anh thấy không? Mấy cái đũa mất này nè. Mất ngợi chân vậy? Ừ, sàn thời gian sao nó bị mất quá trời luôn nè. Rửa hoài đúng ra nha. Đúng rồi. Những cái đũa nè, em biết là em giờ không? Những cái đũa mà em ăn một thời gian nó bị móc phải không? Em lấy ra em gắp đồ ăn ăn. Ba cái móc meo á mình ăn vô bao tử là bệnh chết luôn. Đúng rồi, nhưng mà em rửa rồi nhưng mà vẫn đâu không ra luôn. Cái này là móc này là người ta phải có một cái cách mà khử móc mới được. Chứ mình mà không có khử móc á là em bỏ đi. Thời gian là móc lại, thời gian móc lại anh có cái cách là khử móc cái an toàn luôn, hiệu quả luôn. Vậy á. Ơi nó nghe nè, mà mấy cái tấm thớt nhà em á, anh Thức mà em đỡ dạng như em đỡ gì nè nó cũng lên móc luôn. Đúng rồi, những mấy cái vật thớt, những cái những cái vật liệu mà bằng cây nè như cối chài đâm tiêu nè. Đó, hoặc là những cái tấm thớt nè, những cái đũa cái nào bằng cây bằng gỗ á là xài thời gian bị móc hết. Thì em anh chỉ em một cái cách một xử lý một khoát một là không bao giờ còn móc luôn. Hốt tấm đũa nè. Dục bỏ. Ra ngoài chợ mua đâu đũa mới về xài. Ôi ơi, em nói nghe nè. Sao mà đợi em đi ra chợ em mua đũa nha. À. Nó thúi. À. Có bị trường hợp đó không? Sao không, ai mà không bị. Nó thúi dữ lắm luôn anh Thức. Ăn đâu có được đâu, rửa thường, rồi thường thường á là thí dụ mà đũa tre nè, người ta sẽ vuốt những cây tre mà tre ngâm. Ừ. Đó, những cây tre già mà ta ngâm dưới mương á, ta vuốt lên á thì cây đũa đó nó mới không bị mà mọt ăn này nọ thì nó mới chắc. Và thứ hai là đũa nè, đũa cao nè. Thì những cây cao là ta ngâm dưới mương không. Đó, rồi người ta mới đem lên ta vuốt đũa. Thì á là ăn nó sẽ chắc hơn. Và thứ hai nè, nó có được cái mùi nữa. Cái mùi đặc trưng. À, nhưng mà mình sẽ chỉ cho cả nhà một cái cách mà khử cái mùi đũa 100% hết. Em mua nguyên bó đũa về phải không? Là xong em đi rửa cho sạch. Đó, nhưng mà hử lên vẫn còn hôi phải không? Bỏ vô tủ đông, tủ lạnh á. Bỏ vô tủ đông. Trong vòng 24 giờ đem ra. Rửa lại nước không bao giờ còn hôi dù chỉ một miếng. Ủa gì hả? Đâu biết đâu tưởng nó bị gì không em dục bỏ rồi trời. Bởi vì á là những nhớ nha, mua đũa về mà bị hôi á là mình á là phải để trong tủ đông 24 tiếng đồng hồ, đem ra bảo đảm là cái tủ đông mà nó có cái chức năng á là khử khuẩn diệt mùi rất hay. Hết thôi luôn. Còn đũa này á mà muốn xử lý á, để anh chỉ cho em một cái cách xử lý. Em sẽ cho em coi biết nó dơ như thế nào. Dơ vậy? Rất là dơ luôn. Chờ chút xíu đây để anh em giờ đồ ra anh làm cho. Một phát một là khử hết trơn đũa, tấm thớt có làm luôn vẫn được. Mình muốn á mà khử mà đấm móc á là trên đũa nè hoặc là trên thớt nè thì mình sử dụng là thứ nhất là kem đánh răng nha, còn thứ hai là chanh. Đây chanh á thì mình sẽ lắc cắt lát ra. Nhớ nha cả nhà, bây giờ là cả nhà xem cái clip mình rồi đem ra làm liền thử ơi, bảo đảm cả nhà luôn là một phát ha cái đũa mình nó sạch trơn. Và thứ hai á là anh sẽ thấy cái nước ở dưới quy phẩm nó như thế nào, rất là ghê luôn. Bởi vì cái đũa mà nó là rất quan trọng, tại vì cái đũa mình gấp rồi ăn hài nó bám rất là nhiều vô, nhưng mà nó bằng cây nữa. Bây giờ ta chuyển qua ta xài đũa mà cái loại bằng cái gì, bằng cái sợi carbon gì đó. Đó đây mình sẽ cắt hai cái chanh ra, mình lót ở dưới đít chảo nha cả nhà. Đây, nhớ nha, có chanh vô á là nó sẽ núm móc cho nó hết. Đó. Đây mình sẽ cắt mỏng ra. Đó, cắt lát ra nha. Cái cách này á là anh hay là khử khuẩn cái mấy cái tấm thớt nha anh, là không bao giờ bị. Chút xíu em sẽ nhìn thấy thử à, cái tấm thớt em nó sạch bon luôn. Chứ lại thường thường mẹ em để đũa nè, để trong tủ nó cắt này kia đó anh Thức. Đúng rồi. Không bị nữa. Để trong tủ cắt mà không xài thời gian vẫn bị. Đó, thì mình sẽ xếp chanh ở dưới đáy nồi nha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy kem đánh răng nè, mình xịt lên. Đó, xịt một vòng thôi nha. Có kem đánh răng đó hả? Đúng rồi, kem đánh răng. Tại vì kem đánh răng á là nó sẽ giúp á là những cái ố vàng trên đũa nó sẽ mất hết. Đó, để vô. Rồi xong bây giờ em sẽ lót đũa lên. Đây, mình lót á, thí dụ mình á cái đầu nào á mình lựa ra cái đầu mà ăn á thì mình sẽ lót kiểu này nè. Đó, tại vì thí dụ mà cái son nồi mình á mà nó nhỏ mình lót kiểu này. Đó, bây giờ mình sẽ đổ nước vô cho ngập cái đầu đũa. Đây, đó. Đổ cho ngập đầu đũa thấy không? Đó, một chút xíu á là mình nấu bề chiều này chút xíu cho nó sôi lên chút xíu rồi mình quay ngược lại mình chở cái đầu này. Tại vì chủ yếu á, là cái đầu này là cái đầu ăn.
Đó thì mình nó cho nó ngập nước đầu tiên đó, mình nấu lên. Bây giờ cả nhà mình nấu lên giùm mình đi, trong vòng khoảng 15 phút mình chở đầu lại, bảo đảm là chút xíu cái nước nè là nó ra mà đỏ tươi luôn, thấy ghê luôn á. Bây giờ mình sẽ bật nước vào lửa lên mình nấu nha. Đây cả nhà nấu vậy đi, chút xíu là chanh nè nó sẽ khử là mấy cái móc về đũa là sạch bon hết trơn luôn. Nhớ nha, tấm thớt chẳng vậy, nếu mà đối với tấm thớt á mà bự quá đó, để chút xíu đi mình sẽ chỉ cho cả nhà cái cách mà vệ sinh tấm thớt bằng cái nước này luôn. Bây giờ mình á là vệ sinh đũa trước rồi chút xíu tấm thớt mình làm sao. Đây sau khi á mình nấu à là được khoảng chừng 10 phút thôi là đũa em nhìn thấy là trắng tươi, là thấy không nè, đây những cái đũa nè nhìn nó trắng tươi luôn, tại vì em nhìn cái nước em mới đậu cái nước trong veo phải không, bây giờ cái nước đục mò luôn. Thì bây giờ nè, bây giờ mình sẽ vớt ra cho cả nhà, mình lau ra cho cả nhà xem nè. Đó cả nhà nhìn thấy không, cây đũa nó trắng tươi luôn, sạch đó, và nó rất là sạch. Đây mình đi rửa lại với nước với xà bông là ok nha. Đây cả nhà thấy không, không còn một chục dù chữ một miếng móc đó, nám đen nám vậy đi hết đó. Và em coi cái nước ở dưới nè đó, bây giờ cả nhà mình á coi clip mình xong á thì cứ làm theo cách của mình đi đó. Đem một cái bó đũa mình ra nấu với cái nước như vậy mà nè. Thứ nhất á là chỉ chanh với cây đánh răng hoặc là chanh với giấm cũng được, cái nào cũng được nha. Thì nấu xong này đũa mình nó trắng nè đó, mình sẽ đi rửa lại với nước. Cả nhà mà cứ nhìn cái nước là mà nó ra là như thế, như thấy nè, thấy không, nhìn thấy nước đen thui luôn, thấy không, nó đục ha. Đó còn đối với mà những cái tấm thớt đây, đối với những cái tấm thớt á thì mình đưa vô nè, đó mình xối lên đó, cả nhà thấy không, xối tới đâu nè tấm thớt nè nó sạch tới đó, thấy không, đó đó diệt đây phẩm. Nó diệt phẩm đó, để không thôi á là vi phẩm không ăn là bệnh chết luôn á. Đây nè cả nhà thấy không, xối lên nhìn nó sáng nè. Đó thí dụ mình nói là có cái nồi bự bự á là mình bỏ hết trơn tấm thớt nè, rồi mấy giọt rượu mà bằng cây á mình bỏ vô mình nấu một phát một rồi xong rồi mình đem đi mình gửi với xà bông mình bình thường là ok đó. Cả nhà theo nhớ nha, về đem cái đũa mình đi nấu gì giùm mình coi những nước nè, đi ngồi nhìn nè cái đũa mở ra cái nước thấy ghê không. Còn ai mà mới mua đũa mới về á thì mình giờ mình có thể á mua đũa mới và bị thúi á, đem bỏ vô tủ lạnh cho mình trong vòng 24 tiếng đồng hồ đem ra không còn vẫn mùi. Nè đem về rửa sơ là cái xài được rồi đó.